cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nở là tia nắng ấm là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh phút giây anh mong đến tình yêu ấy giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm sẽ luôn thật gần bên em sẽ luôn là vòng tay ấm em sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới phút giây ta chăm nhau tình yêu ấy giờ đây là em người anh sẽ mãi không quên sẽ luôn thật gần bên em sẽ luôn là vòng tay ấm em sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời nhất khi em cười vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Nhất khi em cười vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Tình giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái
vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dâu rất là đầm ấm, rất là thân mật trong hai gia đình. Hôm nay thì tại đây làm lễ thành hôn cho hai cháu. Như vậy tức là có thể nói là từ thời điểm này là đã thành vợ thành chồng chính thức rồi đấy. Đó. Vậy thì là trước nhất đấy là ông xin thay mặt cho bên họ nhà trai. Trước hết phải nói là cảm ơn như sẵn tôi nói đấy, là cảm ơn thân phụ thân mẫu đã sinh ra được cháu Tú Linh hôm nay được về làm dâu của họ nhà Trần. Và cũng từ hôm nay thì là cháu Phúc xin được là làm rể của họ nhà Vũ, họ nhà Võ là Vũ. Thưa hai họ, như vậy tức là trước khi mình lên làm lễ thắp hương gia tiên để bố chú rể phải hướng dẫn các cháu là thắp hương lên bàn thờ gia tiên, thì tôi xin phép cho họ nhà trai có đôi lời về hai cháu. Khi sáng thì là chưa nói được, bây giờ mới nói. Thành là đối với lại Phúc và Linh á, thì ông chỉ nói với các con hai điều thôi. Thì điều thứ nhất ấy là nói các con về đạo làm người và đạo làm con. Kể từ hôm nay đó thì như vậy là Thu Linh có thêm ba Việt Hiếu, mẹ Vicky và họ hàng. Cũng từ hôm nay thì Việt Phúc có thêm ba con và Kinh Huệ. Như vậy cái điều thứ nhất mà ông muốn nói đó là các con phải làm thế nào thì làm, khắc sâu trong lòng mình cái tri ân người sinh thành và dưỡng dục. Đừng làm bất cứ điều gì dù nhỏ để cho cha mẹ hai bên buồn lòng. Một người ông cho đến bây giờ thì ông nghiệm ra điều này, tức là trong tất cả các cái tội lỗi của con người đó thì cái tội lớn nhất là cái tội bất hiếu. Vì vậy cái lúc nào mình làm cái gì
mình cũng suy nghĩ đến à, làm như thế này thì là bao không đây mày về cũng như bao hiếu và mày đi có buồn lòng không, có phiền không, có bức xúc không, nếu mà có thì con phải làm thế nào, hai nhà mình phải làm. Đây là cái điều thứ nhất mà ông muốn khuyên hai đứa. Cái điều thứ hai đó là về hạnh phúc của hai vợ. Thì ông muốn nói này, tức là yêu nhau rồi, bây giờ thì là sắp tới có thể là sinh con ra thì mới thấy được công ơn bố mẹ rồi, nhưng mà phải giữ cái hạnh phúc. Mà muốn giữ được hạnh phúc đó thì người đàn ông phải lúc nào cũng vị tha, phải rộng lượng, phải biết yêu chuộng vợ, và người vợ là tu linh. Lưu ý là phải rất là dịu dàng với cái chồng mình, còn giữ lại cái hạnh phúc mới được ấm cúng gia đình. Chứ bây giờ trước đây yêu nhau thì đẹp lắm đúng không, nhưng khi gần nhau thì mọi chuyện nó sẽ xảy ra, nhưng mà khi nào mình giữ là mình à, mình giữ trên cái tinh thần yêu thương nhau đó để mình là giữ cái hạnh phúc. Thì hai điều mà ông thấy rất hệ trọng để khuyên hai con là như vậy. Thì bây giờ thì là bố Hiếu phải hướng dẫn hai con làm lễ gia tiên, xin ông bà cho hai đứa về hợp tác cùng vợ cùng chồng. Yên đâu dạ rồi, mình đứng sát vô đi ạ. Dạ đứng sát vô. Dạ rồi, ok, dạ mình cứ... Dạ rồi, mình đứng sát vô luôn ạ. Đứng sát vô, con xin tấm hình luôn ạ. Dạ rồi, mong. Dạ rồi, gia đình nhìn máy cười ạ. Dạ 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, cười ạ, nhìn máy cười ạ. 1, 2. Dạ rồi, cho con xin chụp tấm hình ạ. Đứng xích vừa ạ, cho con xin tấm hình. Dạ rồi, dạ 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ cho con xin chụp tấm hình ạ. Dạ 1, 2, 3. Uống nước. Rồi mình chỉ dùng nước. Ngoài có bàn nữa. Còn cái gì?
Thank you.
nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi
trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu. Vô cùng đặc sắc mà vũ công người Nga Ekaterina đã cùng với vũ đoàn Aroma
mở đầu để gửi tới cô dâu chú rể hôm nay để chúc mừng. Thưa quý vị và các kính mến, trong cuộc đời chúng ta có những người chỉ gặp rồi đi lướt qua nhau, nhưng có những người họ sinh ra là để dành cho nhau. Và cô dâu chú rể hôm nay họ đã chính thức thuộc về nhau. Sau đây không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, kính mời quý vị hãy hướng mắt về cửa hoa, chúng ta cùng chào đón hai chủ nhân chính đẹp nhất và lộng lẫy nhất trong buổi đại tiệc hôm nay, chú rể Việt Phúc và cô dâu Thu Linh. Những cánh thiệt hồng mà chú rể Việt Phúc và cô dâu Thu Linh đã được tận tay gửi tới toàn thể quý vị. Sự hiện diện của quý vị nơi đây là để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Thật là hân hoan cho trung tâm hội nghị và tiệc cưới Aroma chúng tôi đã được chọn là nơi lý tưởng nhất diễn ra nghi thức tổ chức lễ tân hôn cho chú rể Việt Phúc và cô dâu Thu Linh. Cô dâu và chú rể họ đang đi trên con đường hôn nhân hạnh phúc của riêng mình, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân, với khuôn mặt rạng ngời, mãn nguyện. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, thì giờ đây chú rể Việt Phúc và cô dâu Thu Linh đã hiện diện trên đài hạnh phúc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu những vị đại diện của gia đình nhà trai cùng gia đình nhà gái. Xin kính mời đại diện hai gia đình. Khuôn mặt rạng ngời của chú rể Việt Phúc, trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Trần Việt Hiếu và Trần Bích Thi là cha và mẹ của chú rể, đại diện gia đình nhà trai. Bên cạnh khuôn mặt rạng ngời của cô dâu Thu Linh, trân trọng giới thiệu tới quý vị ông Võ Thu Phong, bà Nguyễn Kim Huệ là cha và mẹ của cô dâu Thu Linh, đại diện gia đình nhà gái. Trong giờ phút lập tràn niềm vui hạnh phúc này cùng với hai gia đình cô dâu chú rể, trung tâm hội nghị và tiệc cưới Aroma chúng tôi xin gửi tới quý vị lời kính chúc mạnh khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất. Cô dâu và chú rể, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị quan khách hôm nay đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui cùng hai gia đình cô dâu và chú rể. Là quý vị đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Sơn Nam, công ty điện lực dầu khí Nhân Trạch, khách sạn điện lực Vũng Tàu. Quý vị về từ Quảng Trị, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và đương nhiên vẫn là số đông quý vị quan khách hiện đang sinh sống và công tác tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Vậy xin hãy kính dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để đón mừng quý vị. Thưa quý vị, đáp lại những tấm chân tình quý vị đã yêu mến dành cho hai gia đình cô dâu và chú rể,
Sau đây chúng tôi xin được kính dành lời lại cho vị đại diện hai gia đình là cha của chú rể, ông Trần Việt Hiếu sẽ thay mặt hai gia đình gửi tới quý vị lời phát biểu cảm ơn. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô bác, kính thưa bà con họ hàng của hai họ, kính thưa các quý quan khách, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi dành chút thời gian để đến dự buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin được chúc sức khỏe toàn thể các quý vị, chúc quý vị hạnh phúc và an lành. Hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức bữa cơm thân mật, trân trọng kính mời toàn thể quý vị nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng tôi là Việt Phúc và Thu Linh. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu chân thành cùng với lời bà Mỹ Ngọc đại diện gia đình đã gửi tới tất cả quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng những tình cảm hôm nay quý vị dành tặng cho hai bên gia đình, đặc biệt cho cô dâu và chú rể, đã là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Hai bên gia đình, cô dâu, chú rể được đón nhận trong ngày trọng đại hôm nay, niềm vui của họ đã được nhân lên hàng trăm lần. Cảm ơn tấm lòng của quý vị. Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ trung tâm hội nghị tiệc cưới Aroma, kính gửi tặng và chúc mừng cho cô dâu, chú rể và hai bên gia đình hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin được đón nhận tới quý vị một tràng pháo tay thật đồng nhiệt với món quà chúc mừng hạnh phúc đến từ trung tâm hội nghị tiệc cưới Aroma. Thưa quý vị, hôn nhân là ước mơ lớn nhất của tình yêu trọn vẹn. Chúng ta luôn muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho cô dâu và chú rể hôm nay và đến mãi mà sau. Nhẫn cưới, bánh cưới và rượu trong anh, tất cả những biểu tượng thiêng liêng và tuyệt vời nhất của tình yêu hôm nay được dành tặng cho chú rể Việt Phúc và cô dâu Thu Linh. Trân trọng kính mời cô dâu và chú rể tay trong tay tiến lên phía trước thực hiện nghi thức cắt bánh cưới để trực tiếp tôn vinh tình yêu của mình. Trân trọng kính mời anh chị. Bắt đầu nào, 1, 2, 3. Xin kính mời hai gia đình cùng chạm ly.
gắn bó nghệ thuật. Xin mời cô chú rể cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị hãy thưởng thức món khai vị đầu tiên. Hôn lễ tổ chức cho cô dâu và chú rể đã diễn ra thành công mỹ mãn. Sau đây kính mời hai gia đình cô dâu và chú rể trở lại bàn tiệc để cả ơn và chung vui tới quý vị quan khách có mặt trong ngày trọng đại hôm nay. Chúng tôi kính chúc quý vị dùng tiệc ngon miệng. Cô dâu và chú rể, xin mời quý vị hãy liên hệ với MC của chương trình để đăng ký những hoạt tình ca mà mình yêu thích. Xin... Rồi, ok, rồi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng lên trên trọng. Rồi, ok, rồi, 1, 2, 3.
ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em lòng khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Lòng